Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục hướng dẫn các lệnh trong AutoCAD của kênh YouTube TKNet Edu. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng lệnh vẽ đa giác. Để vẽ được đa giác thì các bạn phải biết được số cạnh của đa giác và một trong ba yếu tố sau. Trường hợp thứ nhất là các bạn biết được bán kính của đường tròn mà đa giác này nó nội tiếp. Trường hợp thứ hai là chúng ta biết được bán kính của đường tròn mà đa giác này nó ngoại tiếp. Và trường hợp thứ ba là chúng ta biết được độ dài cạnh của đa giác. Vậy cách vẽ đa giác trong ba trường hợp này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Trường hợp thứ nhất là chúng ta vẽ đa giác khi chúng ta biết được bán kính của đường tròn mà đa giác này nó nội tiếp. Để vẽ đa giác trong trường hợp này, các bạn có thể chọn lệnh từ thanh Ribbon bằng cách là các bạn chọn lệnh Polygon, hoặc các bạn cũng có thể chọn lệnh bằng cách là nhập phím tắt từ bàn phím bằng cách là các bạn nhập ba chữ cái đầu của lệnh. Các bạn nhập là P, O, L và nhấn Enter. Ở dòng nhắc đầu tiên, phần mềm sẽ hỏi chúng ta là hãy nhập số cạnh của đa giác. Trong trường hợp này, chúng ta vẽ đa giác có 6 cạnh thì các bạn nhập số cạnh của đa giác vào là 6 và nhấn Enter. Tiếp tục, phần mềm sẽ hỏi chúng ta là hãy chỉ định tâm của đa giác, thì lúc này các bạn sẽ sử dụng chuột để các bạn xác định tâm của đa giác. Sau khi chỉ định tâm của đa giác xong, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là vẽ đa giác nội tiếp một đường tròn, và trường hợp thứ hai là vẽ đa giác ngoại tiếp một đường tròn. Thì các bạn chọn cái lựa chọn thứ nhất là vẽ đa giác nội tiếp một đường tròn. Sau đó các bạn nhập bán kính của đường tròn và đa giác này nội tiếp. Các bạn nhấn Enter. Như vậy là chúng ta đã vẽ được cái đa giác nó nội tiếp một đường tròn. Tức là trong trường hợp này, 6 đỉnh của đa giác này sẽ nằm trên đường tròn. Trường hợp thứ hai là chúng ta vẽ đa giác khi chúng ta biết được bán kính của đường tròn mà đa giác này ngoại tiếp. Các bạn cũng vào lệnh từ bàn phím, sau đó nhập số cạnh của đa giác và chỉ định tâm của đa giác, và sử dụng lựa chọn vẽ đa giác ngoại tiếp một đường tròn. Sau đó chúng ta nhập bán kính của đường tròn và cái đa giác này nó ngoại tiếp. Thì như vậy chúng ta đã vẽ được đa giác nó ngoại tiếp một đường tròn. Trường hợp thứ ba là chúng ta vẽ đa giác khi chúng ta biết được độ dài của cạnh. Các bạn nhập lệnh từ bàn phím, sau đó nhập số cạnh của đa giác. Ở dòng nhắc này, các bạn không chọn tâm cho đa giác mà các bạn nhập E để chuyển sang lựa chọn nó vẽ đa giác khi chúng ta biết độ dài của cạnh đa giác và chỉ định cái điểm thứ nhất của cạnh, và các bạn dùng chuột để xác định cái phương của cạnh đa giác, và các bạn nhập độ dài của cạnh đa giác và nhấn Enter. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách vẽ đa giác trong 3 trường hợp. Video của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo.